tử vi thứ bảy ngày 9 tháng 7 năm 2022 của 12 con giáp tức ngày 11 tháng 6 năm 2022 âm lịch ngày quý hợi tháng đinh mùi năm nhâm dần. Xung ngày, đinh tị, ất tỵ, đinh mão, đinh dậu xung tháng, kỷ sửu. Tân sửu tử vi ngày 9 tháng 7 năm 2022 của 12 con giáp. Thứ bảy này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày vn. 1. Tuổi Tý ngày 9 tháng 7 năm 2022 tam hợp nâng đỡ, người tuổi Tý có một ngày yên bình và thuận lợi. Bản mệnh xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp nên dù có gặp phải khúc mắc cũng nhanh chóng được mọi người xung quanh giúp đỡ thậm chí nhờ tinh thần nghiêm túc trách nhiệm bản mệnh còn gặt hái được thành tích cao có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp khoảng thời gian tiếp theo sẽ là khoảng thời gian đầy hy vọng với bạn thủy vượng cho thấy bản mệnh cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận não bộ bàng quang hãy chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn nghỉ ngơi đúng lúc và đi thăm khám nếu thấy cần thiết Giờ tốt 7 giờ 9 giờ màu sắc cắt tường, đen, trắng quý nhân phù trợ, dậu, thân, tỵ. Hai, tuổi sửu ngày 9 tháng 7 năm 2022 thiên quan giáng họa, người tuổi sửu có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Tiểu nhân sẽ tìm cách ngáng đường bạn khiến công việc của bạn tiến triển một cách chậm chạp và khó khăn hơn bình thường tuy nhiên dù tình huống phải đối mặt có như thế nào đi chăng nữa bạn cũng cần hết sức giữ bình tĩnh nếu kích động hành động nông nổi thì tức là bạn đã rơi vào bẫy mà tiểu nhân đặt ra rồi hãy tin rằng mọi việc đều có cách giải quyết của nó thổ khắc thủy nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm đến gia đình dù công việc bận rộn đến thế nào đi chăng nữa hãy cố gắng dành một khoảng thời gian để quay quần bên các thành viên mỗi ngày cùng trò chuyện và giúp đỡ lẫn nhau. Giờ tốt, 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, cà phê, sám quý nhân phù trợ tất mão, hợi. Ba. Tuổi dần ngày 9 tháng 7 năm 2022 cục diện tương phá mang đến những tác động không mong muốn với người tuổi dần, mà chủ yếu là trên phương diện tình cảm. Nếu đã lập gia đình thì bản mệnh cần phải quan tâm tới nửa kia nhiều hơn, hàn gắn những vết dạn nứt đã dần xuất hiện. Những người còn độc thân dễ gặp phải đào hoa xấu. Bạn khó tìm được người phù hợp và thật lòng quan tâm đến mình dường như ai đến với bạn cũng nhằm một mục đích nào đó bạn hãy kiên trì chờ thêm một khoảng thời gian nữa rồi người bạn chờ mong sẽ đến trên phương diện sự nghiệp thương quan cho thấy bạn dễ có những hành động nóng này bốc đồng gây ấn tượng xấu cho cả lãnh đạo và đồng nghiệp trong ngày thứ bảy này bạn cần suy nghĩ kỹ hơn trước khi làm bất cứ việc gì Giờ tốt 11 giờ 13 giờ màu sắc cắt tường, xanh rêu, xanh ra trời quý nhân phù trợ, mùi tuất hợi. Bốn, tuổi mão ngày 9 tháng 7 năm 2022 xem tử vi miễn phí tam hợp tác động khiến người tuổi mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt đầu một ngày mới bạn không ngại nhận thêm trách nhiệm cấp trên giao phó cho dù công việc có vẻ khó nhằn đi nữa các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp không ít người muốn giới thiệu cho bạn những cơ hội triển vọng điều bạn nên làm trong khoảng thời gian này là xác định một hướng đi đúng đắn phù hợp với năng lực của mình và sẵn sàng nắm bắt cơ hội thủy sinh mộc cho thấy bản mệnh được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp Quan hệ giữa hai vợ chồng hài hòa, bạn và nửa kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau. Nhờ vậy mà tránh được những hiểu nhầm đáng tiếc. Giờ tốt, 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, xanh lá cây, xanh rêu quý nhân phù trợ, sửu tuất, hợi. Nam Tuổi thìn ngày 9 tháng 7 năm 2022 chính quan nâng đỡ, người tuổi thìn đạt được nhiều thành công trên con đường học tập nghiên cứu. Nhờ có vốn hiểu biết sâu rộng mà bạn dễ dàng chinh phục được người đối diện, dễ dàng khẳng định được giá trị của bản thân. Bản mệnh là con giáp có tinh thần trách nhiệm cao, vì vậy dễ được lãnh đạo phân công cho nhiều việc quan trọng tuy vậy bạn không nên giữ những suy nghĩ bảo thủ mà cần mở rộng tư duy sẵn sàng tiếp thu cái mới thổ khắc thủy cũng khuyên con giáp này cần phải có thái độ đúng đắn hơn khi nói chuyện với nửa kia mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến bạn chớ nên bỏ ngoài tai những lời người ấy nói thái độ lạnh nhạt của bạn khiến người ấy tổn thương đấy giờ tốt 13 giờ 15 giờ màu sắc cắt tường vàng nâu quý nhân phù trợ tuất dậu thân 6. Tuổi tỵ ngày 9 tháng 7 năm 2022 cục diện tương xung gây ra nhiều ảnh hưởng không mong muốn đối với người tuổi tỵ. Bản mệnh tự coi mình là người tài giỏi nhất nên hay hạ thấp ý kiến của người khác. Khiến người khác mất lòng có nhiều khả năng bạn sẽ trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Bạn nên học cách tin tưởng mọi người và chia sẻ gánh nặng của mình với người khác. Chẳng hạn như với đồng nghiệp hoặc người thân, bạn bè của mình. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 11 âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Tránh mọi sự tổn thương. Va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này giờ tốt, 1 giờ 3 giờ màu sắc cắt tường, đỏ, hồng quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. Bày, tuổi ngọ ngày 9 tháng 7 năm 2022 thủy khắc hỏa, vợ chồng người tuổi ngọ rất dễ rơi vào tình trạng to tiếng với nhau dù vợ chồng khó tránh khỏi những khi lục đục nhưng chính những lúc như thế này hai người lại càng cần kiềm chế và lắng nghe đối phương nhiều hơn lúc nào cũng vậy khi vợ chồng đã mâu thuẫn bản mệnh nên hạ cái tôi của mình xuống không nên đổ thêm dầu vào lửa muốn phân thắng thua với người ấy đừng khiến bầu không khí thêm căng thẳng khó chịu ảnh hưởng xấu đến tất cả các thành viên trên phương diện tài lộc Thiên tài nâng đỡ giúp bản mệnh có thể kiếm được một khoản kha khá nếu từ trước đến nay bạn vẫn chăm chỉ làm thêm. Đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra. Giờ tốt, 19 giờ 21 giờ màu sắc cắt tường, tím, đỏ quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. 8 tuổi mùi ngày 9 tháng 7 năm 2022 thiên quan giáng họa, người tuổi mùi rất dễ vướng vào tranh chấp với người có chức vụ cao hơn mình. Bạn không nên đẩy những mâu thuẫn này lên quá cao, nếu không. Chính bạn cũng sẽ là người phải chịu nhiều thiệt thòi nhiều hơn. Cho dù có gặp khó khăn nhiều đến thế nào đi chăng nữa, bản mệnh cũng không nên suy nghĩ nông nổi, muốn từ bỏ hoặc thôi việc. Bởi hành động đó chỉ là trốn chạy chứ không thể giải quyết được gốc rễ vấn đề. Hãy dũng cảm đối mặt với mọi trở ngại trong công việc. Xem ngày tốt xấu theo trực, trực định là ngày tốt về cầu tài. Ký hợp đồng, yến tiệc nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho hợp lý và gặp nhiều may mắn. Giờ tốt 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường nâu. No. Sám quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tuổi thân ngày 9 tháng 7 năm 2022 cục diện tương hại khiến người tuổi thân phải trải qua nhiều biến cố trong ngày thứ bảy. Những chuyện thị phi không đáng có do kẻ tiểu nhân đặt điều có thể khiến nhiều người có cái nhìn không đúng về bạn. Trong tình huống xấu nhất ấy bản mệnh cũng chớ nên quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản bác bởi trên thực tế thì lời nói suông cũng chẳng đem lại tác dụng thực tế nào muốn chứng minh sự trong sạch hãy dùng những hành động cụ thể để chứng minh may mắn có kim sinh thủy mệnh chủ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của gia đình vì vậy đừng ngại ngần tâm sự với người thân qua quá trình trao đổi bạn có thể tìm ra hướng giải quyết những khúc mắc đấy giờ tốt, 7 giờ 9 giờ màu sắc cắt tường, vàng, trắng quý nhân phù trợ tí, thìn, giàu. 10. tuổi dậu ngày 9 tháng 7 năm 2022 tử vi 12 con giáp kim sinh thủy, vận trình tình duyên của người tuổi dậu độc thân khá tốt đẹp con giáp ấn tượng này nên nhân cơ hội trò chuyện với người khác giới nhiều hơn nếu muốn nhanh chóng thoát kiếp độc thân nếu đã có gia đình bạn luôn tin tưởng và yêu thương nửa kia dù công việc ngoài xã hội có bận rộn đến mấy bạn cũng không quên giúp đỡ nửa kia trong mọi công việc nhà bạn biết rằng có những hành động nhỏ nhặt nhưng đủ để gắn kết mối quan hệ giữa mọi người thiên ấn cho thấy bản mệnh có thể khẳng định được vị thế của mình trong các lĩnh vực như nghệ thuật, giáo dục, khoa học, y tế. Hãy tự tin nêu lên quan điểm của mình. Bạn có thể dẫn dắt tập thể đi tới thành công. Giờ tốt, 1 giờ 3 giờ màu sắc cắt tường, bạch kim, sám quý nhân, phù trợ, tỵ, sửu, thìn. 11 tuổi tuất ngày 9 tháng 7 năm 2022 chính quan chiếu mệnh, người tuổi tuất luôn nghiêm túc trong công việc, do đó bạn xứng đáng nhận được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Bạn được mọi người yêu mến, khâm phục và có thể được thăng chức không sớm thì muộn. Những ai cần tham gia thi cử hoặc tuyển dụng cũng gặp nhiều thuận lợi. Bạn có thể vượt qua bất cứ đề thi nào hoặc bất kỳ vòng phỏng vấn nào chỉ cần ôn luyện kỹ càng và luôn tự tin vào kiến thức của mình tuy nhiên bạn cũng không nên chủ quan để mắc những sai lầm đáng tiếc thổ khắc thủy khuyên con giáp này cần phải quan tâm và dành nhiều thời gian hơn nữa cho con cái của mình nhất là khi con còn nhỏ đừng để đến khi mối quan hệ của mình và các con trở nên xa cách mới cảm thấy hối hận Giờ tốt 11 giờ 13 giờ màu sắc cắt tường, vàng, cam quý nhân phù trợ thân, dần, ngọ. 12. Tuổi hợi ngày 9 tháng 7 năm 2022 cục diện tự hình ảnh hưởng xấu đến cảm xúc của người tuổi hợi, khiến bạn dễ có những tư tưởng bi quan. Bản mệnh nên học cách đối diện với những điều không mong muốn. Bởi không phải lúc nào mọi việc cũng như bạn mong muốn. Thời điểm này, bạn nên hạn chế sự nóng vội để tránh đưa ra những quyết định không chính xác. Bạn nên dành thời gian nhìn nhận lại mọi việc và tự kiểm điểm xem mình có sai sót hay cần thay đổi ở đâu hay không. Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng đông nam để gặp hỷ thần hoặc hướng tây bắc để gặp tài thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi. Giờ tốt 13 giờ 15 giờ màu sắc cắt tường, đen, xanh lam quý nhân phù trợ tí, sửu, mùi.